với kênh YouTube Envina Logistics, kênh YouTube chuyên về lĩnh vực hải quan và xuất nhập khẩu. Thưa các bạn, để xuất nhập khẩu hàng hóa thì doanh nghiệp hay quý anh chị và các bạn sẽ phải làm khai báo hải quan và cũng như là các thủ tục hải quan khác. Thông thường chúng ta sẽ rất dễ để mắc những sai lầm nếu như không chú ý, và đặc biệt là đối với những ai mà chúng ta mới thực hiện lần đầu, đúng không nào? Vì vậy, trong video ngày hôm nay thì Envina Logistics sẽ chỉ ra cho quý anh chị và các bạn 7 những sai sót thường gặp và lưu ý cần có khi chúng ta thực hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan nhé. Và trước khi bắt đầu video thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, subscribe kênh YouTube Envina Logistics để không bỏ lỡ các video trên kênh YouTube Envina Logistics nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Sai sót đầu tiên quý chị và các bạn dễ gặp phải đó chính là khai sai các thông tin trên phần mềm VMACCS. Một số thông tin có thể chỉnh sửa, nhưng cũng có một số thông tin khi đã khai trên phần mềm thì sẽ không thể chỉnh sửa được và bổ sung được. Khi này thì người khai sẽ chỉ có thể khai lại tờ khai mới, khiến cho chúng ta mất rất là nhiều thời gian. Và đặc biệt là khi tờ khai đã được đóng thuế lại phải khai lại tờ khai mới thì phải mất nhiều thời gian để điều chỉnh thuế nữa. Nên quý chị cần phải lưu ý điều này. Lưu ý thứ hai trong quá trình làm thủ tục hải quan đó chính là áp mã HS chưa chính xác. Trong biểu thuế thì có rất nhiều hàng hóa, trong đó có một vài loại hàng có cùng mô tả ở nhiều mục khác nhau, tương ứng với thuế suất khác nhau, dễ khiến cho người khai hải quan bị nhầm lẫn, nhất là đối với những ai chưa nắm rõ nguyên tắc áp mã HS theo quy định. Theo nguyên tắc thì mỗi loại hàng hóa sẽ chỉ có một mã số HS duy nhất, cho nên người khai sẽ phải kỹ lưỡng để tìm ra mã số phù hợp cho mặt hàng đó. Chủ hàng luôn có tâm lý là áp mã HS cho thuế suất thấp nhất, còn hải quan thì lại ngược lại, luôn áp mã HS cho thuế suất cao nhất đấy. Vì vậy nên người khai hải quan sẽ phải thật là tỉnh táo nhá, và giữ vững kiến thức chuyên môn để mà làm chủ được cái việc khai báo của mình. Sai sót thứ ba nếu như quý chị và các bạn là người lần đầu thực hiện xuất nhập khẩu, đó là các lỗi trên chứng từ về thông tin trên bộ chứng từ không khớp nhau, sai lệch về điều kiện giao hàng này, hay là số lượng, trọng lượng, hay là các lỗi chính tả nữa. Do đó thì người khai hải quan sẽ phải thật cẩn thận kiểm tra kỹ thông tin bộ chứng từ về các sai sót trên, thông báo cho các bên liên quan để kịp thời điều chỉnh trước khi khai hải quan. Sai sót thứ tư đó chính là các lỗi thường gặp trên CO. Thưa quý chị và các bạn, trên CO của chúng ta thì ghi trị giá FOB thể hiện bằng đồng USD. Tuy nhiên thì một số trường hợp thì lại khai không khớp với trị giá khác, chẳng hạn như là XW, CNF, CIF, v.v. với hợp đồng và invoice. Trường hợp CO được phát hành bởi bên thứ ba thì số invoice phải là số của bên bán hàng, chứ không phải là số invoice của người gửi hàng phát hành, và phải được đánh dấu vào ô Third Party Invoicing, v.v. Nếu như tờ khai có các lỗi trên thì CO của chúng ta sẽ không được chấp nhận. Sai sót số 5 mà các bạn cần phải lưu ý đó chính là các lỗi thường gặp khi kiểm tra hàng hóa. Mình lấy ví dụ như là hàng hóa không đúng chủng loại này, hay là thiếu hoặc là dư số lượng, hay là container bị sai nhãn, rồi là container bị sai siêu, hay là không có tem nhãn hoặc xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng, v.v. Vì vậy mà người khai hải quan thì cần phải có kinh nghiệm để xử lý các sự cố này kịp thời, tránh để phát sinh chi phí không đáng có và có thể mất nhiều thời gian để bổ sung, làm chậm quá trình thông quan hàng hóa của quý chị và các bạn. Sai sót tiếp theo quý chị và các bạn hay mắc phải đó là chưa nắm rõ được các cái quy định khi thực hiện khai báo hải quan điện tử. Ở đây chúng ta sẽ có một số các quy định như sau. Quy định đầu tiên đó là bắt buộc phải đăng ký trước các thông tin về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với cơ quan hải quan. Các thông tin này có giá trị tối đa là 7 ngày. Tiếp đến là một tờ khai hải quan sẽ được khai tối đa 50 dòng hàng. Trường hợp một lô hàng có trên 50 dòng hàng thì người khai hải quan sẽ phải khai báo trên nhiều tờ khai. Và một tờ khai hải quan chỉ khai báo cho một hóa đơn thôi, quý chị nhé. Tiếp đến đó là trường hợp hàng hóa mà áp dụng phương pháp trị giá giao dịch đã khai thông tin trị giá trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu và hệ thống tự động tính trị giá tính thuế thì sẽ không phải khai và nộp tờ khai trị giá nữa.
Lưu ý cuối cùng Envina dành cho quý anh chị và các bạn, đó chính là lưu ý về việc chuyển hàng về kho. Thì sau khi mà làm thủ tục hải quan nhập khẩu xong, lúc này doanh nghiệp chỉ cần bố trí phương tiện vận tải để đưa hàng hóa về kho của mình mà thôi. Nhưng thông thường ấy, chủ hàng có thể thuê xe container hoặc xe tải nhỏ để chuyển cho họ lệnh giao hàng mà đơn vị vận tải biển cấp. Sau đó nhà xe thì sẽ vào cảng hoặc là kho CFS lấy hàng rồi trở về địa điểm tích cho doanh nghiệp. Vậy thì nếu doanh nghiệp mà chưa có kinh nghiệm ở bước này hoặc là thực sự muốn tập trung thời gian vào công việc thương mại của mình thì chúng ta nên thuê dịch vụ trọn gói tất cả các khâu dịch vụ, ví dụ như là vận tải biển, thủ tục hải quan, vận tải bộ. Như vậy sẽ khiến cho quá trình này của quý chị và các bạn trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Vậy tóm lại một điều, đó là quá trình thông quan hàng hóa trải qua các trình tự các bước từ khâu tiếp nhận, kiểm tra chứng từ, xin giấy phép, khai báo tờ khai, rồi đến đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước, kiểm tra, kiểm hóa, lấy mẫu hàng hóa, rồi chuẩn bị sắp xếp phương tiện nhận hàng, bổ sung kết quả kiểm tra nhà nước, v.v. Nên đòi hỏi người khai hải quan và người làm dịch vụ khai hải quan phải có sự sắp xếp thật là logic, hợp lý để toàn bộ quá trình thực hiện trong thời gian ngắn nhất. Ok, như vậy nếu như vẫn cảm thấy chưa yên tâm về năng lực thông quan của mình hoặc là các bạn muốn đó là hạn chế tối đa khả năng xảy ra rủi ro thì quý anh chị hãy liên hệ trực tiếp với Envina Logistics, bên mình sẽ có các dịch vụ cho quý anh chị và các bạn để hỗ trợ cho quý anh chị các bạn một cách tốt nhất nhé. Ok, và nếu như quý anh chị và các bạn thấy video hữu ích, hãy đừng ngần ngại để lại một like cũng như là đăng ký kênh Envina Logistics. Và nếu như vẫn còn những băn khoăn hay thắc mắc liên quan đến chủ đề nội dung của video ngày hôm nay, hãy để lại comment phía dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các